Xin chào cả nhà. Bên em xin giới thiệu thêm anh em một em gọi là siêu phẩm đẹp xuất sắc anh em nhé. Lồi áp suất đến từ thương hiệu Fister. Hàng này thương hiệu là thương hiệu của Đức các bạn nhé. Như kiểu Tefal là thương hiệu của Pháp ấy. Hàng made in German Đức, xuất sang thị trường Nhật anh em nhé. Tem bảo hiểm và tem an toàn thực phẩm này, các ghi chú đầy đủ ở đây anh em nhé. Dung tích 6 lít vòng hai đáy, hình thức cực kỳ đẹp anh em. Đấy, tất cả các áp suất bên em đều bao test xì hơi, test thực tế luôn cho anh em. Rất đẹp anh em nhé. Thì cái van áp suất này nó có hai chế độ, lớp số 2 thì là áp cao và lớp số 1 thì áp thấp các bạn nhé. Bạn tùy theo cái đầu ăn túi các bạn bạn chọn, bạn xoay thôi. Khi áp lực đủ thì nó sẽ xì cái van lên, nó khóa lại anh em nhé. Thì các bạn không mở được cái này ra. Các bạn muốn xì hơi thì các bạn đẩy đây lên thì áp sẽ ra. Thì anh em lưu ý là sử dụng lối áp suất hàng Nhật hay hàng nào cũng được, thì cái quan trọng là các bạn phải để cho mình tất cả các cái phong bì tượng xì ở phần dưới này nhá. Nếu xì phần dưới này nó sẽ kém hơi, và khi áp nó đã đủ thì nó sẽ xì phía trên này. Thì các bạn cứ để cho mình khoảng tầm 1 phút hoặc 2 phút để áp nó vượt ngưỡng đi, nó trong tầm hơn 1 ký đi, thì sau đó các bạn tắt bếp đi, thì cái đồ ăn uống bên trong nó sẽ chín bằng áp rất là tốt và nhanh. Thế sau các bạn để khoảng tầm nửa tiếng hoặc 45 phút các bạn bỏ ra, các bạn cảm thấy nó phù hợp với cái món mình rồi thì bạn tắt đi. Các bạn chưa, các bạn có thể đun thêm tầm 5 phút nữa và các bạn tắt điện đi. Đấy, như này áp để các bạn cứ để căng nhá, cho nó xì khoảng tầm 1 phút đi để nó đủ áp bên trong, thì anh em sẽ hiệu quả hơn trong cách sử dụng các bạn nhé. Đây cái ở Fister cũng biết 6 lít thôi, hàng rất là VIP 6 lít này. Đấy, khi đủ các bạn tắt đi. Đấy, thì tự động tất cả các thức ăn thú bên trong là chín bằng cái áp suất lò hiện tại ở trong bình thôi, áp khoảng tầm gần 1 ký anh em nhé. Các bạn muốn xì hơi có ấn lên cho mình. Đấy, thì căng nhé. Sau khi cái áp này nó thụt xuống thì các bạn mới mở được cái lắp này nhá. Đấy, mình mở cho anh em thực tế luôn. Anh em nhìn răng cao su đẹp luôn, ruột này. Rất là đẹp anh em nhá. Lòng hai đáy này. Đấy, make in rất mừng các bạn nhá, cực kỳ dày và nặng luôn, dung tích 6 lít, sử dụng cho anh em sử dụng mà cho gia đình 6 đến 10 người vẫn ok nhá. Lấu thịt đông, kho cá rồi là kho tàu, các loại linh xương, linh hầm xương đều ok các bạn nhá. Một em duy nhất thôi. Dung tích 6 lít, thường thường cái dòng Fister này nó chỉ còn tầm 4.5 lít. Được anh em này 6 lít các bạn nhá. Rất là chất chát.